Kính thưa quý vị, Việt Nam lo ngại dịch cúm H7N9 từ Trung Quốc. Tin từ Hà Nội, 7 ca nhiễm virus cúm H7N9 tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã khiến giới hữu trách ở Việt Nam lo ngại dịch này có thể xâm nhập Việt Nam. Quảng Đông vốn là nơi có rất nhiều người Việt thường xuyên lui tới để du lịch và thực hiện các giao dịch thương mại. Giống như virus cúm H5N1, virus cúm H7N9 có nguồn gốc từ gia cầm và có thể lây từ gia cầm sang người. Giới khoa học phát giác virus cúm H7N9 hồi tháng 2 năm ngoái. Lúc đó, tuy dịch cúm H7N9 chỉ lây lan trong phạm vi Trung Quốc, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra đại dịch toàn cầu nếu virus cúm H7N9 lọt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Từ đó đến nay, số người nhiễm và chết do virus cúm H7N9 tại Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2014, tại Trung Quốc đã có thêm 14 ca nhiễm virus cúm H7N9. Nếu tính từ tháng 2 năm ngoái đến nay, tại Trung Quốc có 164 ca nhiễm virus cúm H7N9, trong đó có 51 người chết do nhiễm loại virus này. Đáng lưu ý là dịch cúm H7N9 đang lan rộng đến các tỉnh phía Nam Trung Quốc, nằm sát biên giới Việt Nam. Dịch cúm H7N9 cũng đã xuất hiện ở Hồng Kông, Đài Loan. 4 bệnh nhân nhiễm virus này đều đã từng đến các ổ dịch tại Trung Quốc. Đáng lưu ý là bất kể sự nguy hiểm của H7N9, giới buôn lậu vẫn tìm mọi cách đưa gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam vừa mới yêu cầu giám sát chặt chẽ hành khách, hàng hóa, phương tiện nhập cảnh tại các cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu ở biên giới phía Bắc. Bộ này còn yêu cầu giám sát những trường hợp viêm phổi nặng nghi do virus, lấy mẫu để xác định tác nhân gây bệnh. Phía Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Việt Nam thì bày tỏ sự lo ngại về hàng loạt dịch do các loại virus cúm khác gây ra như H1N1, H5N1, H9N2, có thể cũng sẽ bùng phát tại Việt Nam trong dịp Tết này. Theo báo chí Việt Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia vừa tổ chức một cuộc họp bất thường để bàn bạc về việc phòng ngừa và đối phó nếu virus cúm H7N9 xuất hiện tại Việt Nam và bùng phát thành dịch.